Khương xin chào anh trai khách hàng ở Dòng Chôm, tỉnh Bến Tre có đặt ủng hộ Khương cái micro này IS92 để dành hát ăn nhậu. Và anh có báo với Khương là đôi lúc là anh cũng có hát một hai bài để up YouTube làm kỷ niệm, và có mua bên Khương thêm cái cọng dây thu âm ba màu để mình về mình hát thu âm nữa nha. Và cái mic này thì nó có 6 cái chế độ, nhưng mà cái chế độ mở nguồn lên là chế độ kỳ vệt. Chế độ Khương đang nói chuyện là chế độ kỳ vệt 2. Kỳ vệt 2 có nghĩa là vang xa. Và chế độ hát thứ 3 là echo, thì echo là nó vọng nhiều. Anh về anh cứ thích hát chế độ nào thì anh cứ hát nha, không ảnh hưởng gì hết. Và mình thích chế độ nào thì mình hát chế độ đó thôi. Và clip này là clip Khương test cái cọng dây 3 màu cho anh ha. Vậy là dịp cho anh. Còn hát ga ăn nhậu thì không bàn rồi, nó ga lo rồi, cái đó là không bàn nữa. Cái này là test cái cọng dây thu âm để thu âm cho anh ha. Rồi em test anh một đoạn ha. Test cho anh trai ở Dòng Chôm Bến Tre ca khúc Những Đốm Mắt Quả Châu trên dây ba màu, và Khương đã nhận tiền xa công banh của anh rồi luôn nhé. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh về anh nhớ găm cái đầu màu hồng này vào mic nha. Còn đầu màu đen là găm vào cái điện thoại em đang quay phim cho anh đó, em test cho anh đó. Trước khi mua hàng của Khương thì lúc nào Khương cũng test trực tiếp như vậy, đứng hát hoặc là ngồi xuống nền nhà hát. Mình hát không được hay, về khách hàng hát hay hơn là mình rất là mừng, rất là vui. Và sản phẩm của Khương khẳng định là 99,99% là đã an toàn. Tại vì trước khi xuất hàng,
không test hàng thì Hương sẽ không bán, và có cho Hương 10 triệu Hương không bán. Hàng nào Hương phải test, vì đồ điện tử Hương test rất là kỹ như vậy. Nên khách hàng mua hàng á, cứ khách hàng nào mà chưa quen Hương á thì cứ nên đi dò giá vòng vòng khắp nơi đi. Hương năn nỉ luôn, đi khắp nơi mua hàng trước, sau đó hả quay lại cuối cùng hả mua hàng của Hương. Còn nếu mà chỗ nào được khách hàng mua luôn càng tốt, để có hàng khách liền nha. Khách báo lại một lần nữa, khách hàng cứ đi dò giá khắp nơi, hỏi vòng vòng chỗ khác trước, vì Hương bán hàng bên Hương thì nhận khoản không à. Nên khách hàng cứ mua chỗ khác trước đi, tin tưởng bên Hương, hả mua hàng của Hương nha. Một lần nữa cảm ơn anh trai khách hàng ở Bến Tre đã tin tưởng và đã chuyển khoản mua Migros IS92 của Hương. Cảm ơn anh rất nhiều.